Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị mỗi ngày để có thể chia sẻ những điều bổ ích thú vị trong cuộc sống của chúng ta. Kính thưa quý vị, cuộc sống của người phụ nữ có nhiều người thì sung sướng nhưng cũng có người đau khổ. Tất cả là do cách ứng xử, nhìn nhận và tầm hiểu biết của mỗi người tạo nên những mảnh đời khác nhau. Tuy nhiên, từ cổ chí kim, người ta đã đúc kết ra 5 chữ giúp cho người đàn bà có được một cuộc sống sung sướng, nhưng mà nhiều người lại chưa biết đến điều đó. 5 chữ dưới đây sẽ giúp ích rất nhiều cho phụ nữ. Hãy lắng nghe và tự ngẫm vào bản thân mình mà xem các bạn nhé. Đời đàn bà muốn sung sướng phải biết 5 chữ này. Là phụ nữ, để được sống cuộc đời của chính bạn, không tự phụ, không lụy tình, thì có 5 từ phụ nữ nhất định đừng quên. Thứ nhất, từ cười. Trong cuộc sống hiện đại, người phụ nữ có vai trò rất lớn. Họ quay cuồng với công việc công sở, tất bật với việc chăm sóc nhà cửa, nuôi dạy con cái, đối nội, đối ngoại. Chăm dâu đổ đầu tằm khiến họ luôn mệt mỏi, dễ sinh cáu gắt. Nếu gia đình được coi là tế bào của xã hội, thì người phụ nữ được coi là hạt nhân của tế bào này. Vì vậy, đừng để một khuôn mặt dầu dĩ khiến không khí gia đình trở nên nặng nề. Hãy luôn nở nụ cười với người bạn yêu quý, vì điều đó sẽ không những khiến mọi người trở nên gần gũi, mà còn giúp bạn xua tan mệt mỏi và thoải mái hơn. Hãy tự tạo cho mình thật nhiều niềm vui, đừng bận tâm suy nghĩ đến những chuyện không đáng nhớ. Hãy làm những gì mình thực sự muốn và đừng để ý đến lời nói không hay về mình. Điều kiện tất yếu của một người phụ nữ hiện đại, trước hết là phải biết chăm sóc bản thân thật tốt. Thứ hai, yêu. Khi yêu nhau, đàn ông thường hứa với phụ nữ rằng sẽ bên nhau trọn đời. Họ vẽ ra những tương lai tươi sáng trước mắt phụ nữ chỉ bằng những câu từ mỹ miều. Nhưng phụ nữ phải biết, trước giờ khi quen bao nhiêu người khác thì đó luôn là câu cửa miệng để gạ gẫm những ai nhẹ lòng. Tuy nhiên, không phải người đàn ông nào cũng luôn miệng ngọt ngào với người phụ nữ bên cạnh cả đời đâu. Thường lâu mới biết tính xấu, ở lâu mới rõ nét người. Lời nói của đàn ông không phải ngày một ngày hai có thể tin ngay được. Muốn biết đàn ông tử tế ra sao, đợi ngày hết yêu nhau sẽ hiểu. Muốn biết đàn ông liệu có đủ thật lòng, thì đừng nghe họ nói nhiều, mà phải nhìn vào hành động họ chứng minh. Đôi khi, yêu một người đàn ông ít nói nhưng yên ấm cả đời, còn hơn yêu nhầm kẻ dẻo miệng mà sau này đau khổ. Là phụ nữ, bạn có quyền yêu hết mình, thậm chí yêu cuồng nhiệt. Bạn có quyền yếu đuối, mắc sai lầm, đôi khi cần lắm một bờ vai để dựa vào. Nhưng sau tất cả, bạn phải chứng tỏ được bản lĩnh, sự độc lập của bản thân về tinh thần lẫn vật chất. Thứ ba, nhà. Sự thành công của một người phụ nữ không phải là có được nhan sắc hay trí thông minh vượt trội, mà là tìm được một người đàn ông yêu mình thật lòng. Người mà trong mắt họ, bạn luôn là người đẹp nhất. Và hơn hết, người đàn ông ấy luôn coi những nơi có bạn chính là nhà. Chỉ thế thôi, bạn đã có tất cả rồi. Phụ nữ có thể từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành chẳng thiếu thốn hay thiệt thua bất cứ thứ gì, từ ngoại hình đến vật chất. Nhưng trăm vạn đàn ông trên khắp quả đất này họ tìm đến cũng chỉ xem bạn như chạm dừng chân rồi rời đi ngay khi họ chẳng còn mệt mỏi. Thì coi như bạn thiếu mất bình yên cho cả cuộc đời này. Thứ tư, buông. Trên đời này, đối với những người đã từng buông bỏ lúc mình cần họ nhất, thì sau này, dù họ có bất cứ ý tứ tử tế nào, cũng đừng bao giờ để họ có cơ hội trở về cạnh bên. Những người dù chỉ một lần khiến mình đánh mất lòng tin, thì hoặc là rời bỏ rồi lãng quên, hoặc là đừng bao dung và cũng đừng bao giờ đặt nhiều cảm tình ở họ nữa. Những người
chỉ xem mình như một sự chọn lựa, thì nhất định không được nghe những lời họ hẹn hứa, và phải yêu ít lại để chừa cho mình một con đường lui. Những người chỉ đến bên mình lúc họ buồn, rồi san sẻ với người khác những ngày vui, thì phải dứt bỏ họ ngay và không được tiếc nuối. Những người mình gặp đầu tiên và trước nhất vẫn chưa hẳn là sau cuối. Thế nên, đừng một lần cúi đầu trước họ vì tự trọng của mình sẽ bị đánh rơi. Thứ năm, phụ. Bị phụ tình hay tình phụ thì cũng chẳng khác gì mấy. Đau thì đều là đau, thương tổn cũng vẫn là tổn thương. Nếu đêm nay bạn cảm thấy bất ổn thì đừng nhắn tin cho anh ta, đừng gọi vào số anh ta nữa, đừng để anh ta biết bạn đang buồn như thế nào. Cứ tắt điện thoại, đừng nghĩ ngợi nhiều, quận mình vào chăn êm và ngủ một đêm thật dài về sáng. Ngày mai thức dậy, hãy tự đứng trước gương, nhìn đứa trong gương bằng những yêu thương chân quý, tự trải gọn lại mái tóc mình. Bạn buộc cao cũng được, xõa ra cũng đẹp, thay đổi hình tượng một tí càng tốt. Sau đó, ngồi xuống bàn, thoa lại màu son nóng, chuốt lại đôi mi cong, mặc lên người một chiếc váy thật đẹp. Tự chăm chút lấy chính mình, tự tạo cho bản thân mình những niềm vui. Chắc chắn, tâm tình cũng theo đó mà trở nên ổn hơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, trong tình yêu trước và sau hôn nhân, một người phụ nữ thông minh sẽ luôn làm chủ được người đàn ông của mình, làm cho người đó luôn yêu chiều, cưng nựng và không bao giờ dám đánh mất. Đó chính là năng lực và bản lĩnh của một người phụ nữ hiện đại. 10 điều của người phụ nữ thông minh dưới đây, bạn nhất định nên học ngay để cho mình một cuộc sống sung sướng. Học phụ nữ thông minh 10 điều này để luôn làm chủ trong tình yêu. Thứ nhất, người đàn ông yêu bạn là người không nuông chiều bạn, nhưng lại sẵn sàng cùng bạn sửa chữa những sai lầm của bạn, luôn nghĩ đến bạn, trao đổi với bạn trước khi có bất kỳ quyết định nào hệ trọng. Thứ hai, trên đời này, đối với những người đã từng buông bỏ lúc mình cần họ nhất, thì sau này, dù họ có bất cứ ý tứ tử tế nào, cũng đừng bao giờ để họ có cơ hội trở về cạnh bên. Thứ ba, nghe đàn ông nói, phải nghe cho hết, đừng nghe nửa vời. Nếu có một ngày, người bạn thầm yêu nói rằng, anh yêu em, đừng vội vui mừng mà đặt hết tin tưởng vào lời anh ấy nói. Hãy để thời gian chứng minh những gì anh ấy nói. Thứ tư, nếu người đàn ông muốn rời bỏ để đi tìm người đàn bà khác, tuyệt đối đừng níu kéo. Đàn ông đã tuyệt tình thì bạn níu kéo chỉ khiến họ thêm coi thường. Đừng đau khổ hay tuyệt vọng vì một người đàn ông như vậy. Hãy nghĩ rằng, vì bạn là một phụ nữ tuyệt vời nên xứng đáng với hạnh phúc tròn đầy hơn. Thứ năm, hãy luôn là một phụ nữ đầy năng lượng, độc lập và có cá tính riêng. Đừng vì yêu mà thay đổi sở thích theo ý người ấy. Hãy nhớ rằng, họ yêu chính con người bạn, chứ không phải một người do họ nhào nặn ra. Thứ sáu, đừng nghe lời đàn ông hứa hẹn, hãy nhìn vào cách anh ta thể hiện. Đàn ông trưởng thành sẽ nói ít, làm nhiều. Thứ bảy, đừng bao giờ đem nhan sắc, thân thể mình ra để giữ chân đàn ông. Làm vậy bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được sự chân tình mà bạn muốn. Thứ tám, nếu bỗng dưng thấy trong túi chồng có một món quà dành cho phụ nữ, đừng sớm vội hét toáng lên. Hãy cứ đợi xem, cuối cùng, chủ nhân của món quà ấy là bạn hay một người đàn bà nào khác. Thứ chín, chọn một người đàn ông để lấy làm chồng. Đừng chọn người đẹp trai, giàu có. Hãy chọn người coi bạn là duy nhất. Thứ 10. Nếu chồng đi thâu đêm, đừng ngày ngày chờ đợi rồi tự đem ấm ức vào người. Đừng cho rằng 2-3 giờ sáng khi họ trở về, thấy bạn đang đợi sẽ khiến họ cảm động.
Sự chờ đợi kéo dài sẽ sinh cảm giác nhàm chán. Như mọi việc vốn dĩ là thế, và họ không trân trọng. Hãy ăn những món mình thích khi còn nóng hổi, xem một bộ phim bạn thích, hoặc trang điểm thật đẹp, rồi đi ra phố, hẹn hò bạn bè. Hay đơn giản chỉ là đi dạo cho tâm hồn sảng khoái, rồi về nhà lên giường ngủ thật ngon. Đàn ông khi bạn càng để tâm, họ càng hơi hợt. Nếu bạn vô tâm, họ sẽ để tâm. Nhớ nhé nàng, đã là phụ nữ thì dù xinh hay xấu, dù ở độ tuổi nào, cũng hãy nhớ kỹ những điều trên mới có thể thực sự hạnh phúc.